Ngài đi nhảy mừng ở trong lòng tôi, mang chút đến thì nên là mới được đón được tin vui, đón nhận tin mừng. Vậy mà nhiều khi chúng ta nghe tin mừng, cứ nghe được nghe tin buồn, nhất là bây giờ đang buồn ngủ nữa. Có buồn ngủ không anh chị em? Giờ này giờ trưa đang giờ ngủ mà. Mà có thói quen mình cũng chưa không? Ở bên Mỹ này thì các nhà giàu Mỹ và chính quyền Mỹ họ cũng có thói quen mình chưa? Người Việt của chúng ta ở Việt Nam thì có thói quen mình chưa? Dậy sớm ở trời trưa thì nó nắng cho nên có thói quen mình chưa? Nó phải thói quen rồi. Tôi nhớ là khi tôi sang bên Mỹ này thì nhất là bên tôi trong giàu Mỹ thì không có thói quen mình chưa? Ngay cả các đại chúng Mỹ cũng vậy. Chúng tôi học cho đến gần 12 giờ trưa mới sang ăn trưa, xong rồi 1 giờ lại đi học trở lại rồi, thế nó bình thường rồi. Nhưng mà khi mà tôi sang Roma đi học đó, thì có một lần thế, một khi mọi người đi nghỉ trưa thì tôi canh cái thời gian đang nghỉ trưa thì tôi đi ra một cái quán, một cái tiệm để mà muốn làm mấy cái photocopy, nhưng mà ra thì tiệm nào đóng cửa hết. Ở bên Ý hoặc như Việt Nam thì tức là họ ăn buổi trưa là buổi chính, ăn trưa xong họ đi ngủ, rồi đến 2 giờ 2 giờ tối họ mới mở cửa tiệm trở lại. Trường học cũng nghỉ trưa luôn, tức là học cho đến trưa xong rồi là trường nhà cũng chưa đến 3 giờ 3 giờ mới họ mới học trở lại. Tức là các thầy cô giáo rồi sinh viên cũng nghỉ hết. Tức là tôi lúc mà tôi mới sang Công an này tôi đâu có biết đâu, bây giờ nên một người đang nghỉ tôi tranh thủ thời gian ra tiệm không có đi ra tiệm học đóng cửa hết, tiệm thì sớm phải 2 giờ rưỡi học mới mở trở lại, còn trường học thì phải là 3 giờ 3 giờ mới học mới mở cửa trở lại, tôi học cho đến 7 giờ tối. Nhưng mà bữa tối thì họ ăn nhẹ, thì người Ý là bữa chính của họ là bữa trưa là bữa chính. Trên bữa trưa họ ăn nhiều, mà ăn xong họ cần phải nghỉ ngơi. Còn người Mỹ chúng ta giống như người Việt là bữa trưa là bữa tạm, thì ăn ít thôi còn đi làm mà. Chiều thì là bữa chính, thì mấy người ăn khác. Bữa tối là bữa phụ, nên họ ăn rất ít, họ chỉ ăn một chén súp hay là nước với mì thôi. Mà cái đó là cũng là lành mạnh, bữa tối nó cũng lao động rồi. Ăn ít thì vẫn đỡ hơn, chứ còn bây giờ tối lại không đi lao động, chúng ta còn nhớ nặng mình ăn no đây thì cuối cùng là sao, cứ dễ bị béo phì đấy. Rồi tối là không đi lao động thì nó đâu, cho nên là không nghỉ trưa. Thì không biết là ông bà hiện nay có thói quen nghỉ trưa không, chứ ai có thói quen nghỉ trưa thì giờ này bây giờ là rất là vất vả đấy, bây giờ mà phát khẩu giá. Tức là chúng ta truyền giáo là mang chú đến cho người khác, để truyền giáo là gì? Từ từ tôi sẽ nói về tiếng Maria là truyền giáo là cách là mang chú đến cho bà Elizabeth trong người chị họ của mình. Tức là việc đầu tiên là đức mẹ truyền giáo không ạ? Rồi, một cái điều mà Đức Thánh Cha Giám Đốc thứ 16 là biết như thế này. Chúng ta không thể giữ cho riêng mình tình yêu mà ta cử hành trong bí tích. Tình yêu này từ bản chất đòi hỏi được truyền thông cho người khác. Điều mà thế giới cần là tình yêu của Thiên Chúa, là gặp gỡ Đức Kitô và tin vào Ngài. Trong thời đại này chúng ta cũng cần phải truyền giáo, cần phải đăng thông tin mừng Ngài. Và chúng ta cũng không cần phải đi sang Phi Châu hay là đi sang Trung Quốc hay là chỗ nào người ta chưa biết chúng để truyền giáo đâu, mà chúng ta truyền giáo ngay trong môi trường mình sống, ngay cả tại đất nước Hoa Kỳ. Đất nước Hoa Kỳ được cho là một đất nước là có tín ngưỡng đúng không? Không công giáo cũng là tin lành, có nghĩa là cũng tin vào Chúa. Ngay cả hiến pháp của nước Mỹ cũng được xây dựng trên nền tảng của niềm tin. Chúng ta thấy trên đồng tiền của nước Mỹ thì có cái chữ gì? Tiếng Anh là gì? In God we trust, có nghĩa là trong Thiên Chúa chúng tôi tin tưởng, trong Thiên Chúa chúng tôi phó thác. Tức là ngay trong mỗi đồng tiền của Mỹ đều có Thiên Chúa. Ngay trong bản quốc ca của Mỹ cũng vậy, ngay trong hiến pháp của Mỹ cũng vậy. Bởi vì những nhà là lập ra nước Mỹ này đầu tiên là những người có niềm tin. Nhưng mà chúng ta thấy ngày hôm nay thì xã hội ngay cả đất nước Hoa Kỳ càng ngày càng trật tự hóa, được càng từ từ chối bỏ niềm tin. Ví dụ ngày xưa là rất nhiều tòa án ở Mỹ này là có những cái bia tượng của 10 người đang bị trục trặc, thì ngày hôm nay người ta bắt đầu phá bỏ, người ta bỏ dần không cho. Hay là ngày xưa trước một cái sự kiện gì lớn của nước Mỹ này người ta cũng cầu nguyện, và bây giờ thì bắt đầu từ từ người ta cấm không được cầu nguyện ở những nơi công cộng, trong trường học, ở kia nữa. Ngay cả ở Ý và những nước công giáo
mà có thể thời gian tấn công cho để tự chuộc tội thì Chúa dám lên ở trong tấm người ta không từ chối với Chúa. Mà khi người ta từ chối với Chúa thì làm sao? Người ta nghĩ rằng như vậy thì người ta được tự do hơn hoặc không? Cuối cùng người ta phạm đau khổ thôi. Sau đó chúng ta thấy người ta càng từ chối với Chúa, người ta nghĩ rằng để được tự do, được thoải mái cho là nhất là chúng ta ai mà coi tin tức trong những ngày qua là làm cái tin sốt dẻo là gì? Làm cái bài soạn của tòa án tối cao Hoa Kỳ và sau đó thì tiếp tục ra bên ngoài ha. Có một số các thẩm phán cũng cao là có thể là đang soạn một bài là xóa bỏ cái luật mà cho người ta được phép tự do phá thai nữa. Thế rồi báo chí bắt đầu nổi lên là những người cấp tiến họ đang chống đối rất mạnh. Mà nếu mà cái nguồn tin đúng là gì, là họ nói là có một nhóm là họ muốn đến các nhà thờ Công giáo vào ngày mai, ngày mai tuần đây, nếu mà họ biểu tình tại nhà thờ Công giáo thì họ nói là những thẩm phán của cái việc mà phá bỏ cái luật cho người ta phá thai đi là đa số toàn người Công giáo rồi. Cho nên vì vậy mà có những người tin Công giáo của Công giáo là có ảnh hưởng cái vấn đề này, cho nên họ muốn chống Công giáo một cách là ngày mai muốn kéo nhau tới các nhà thờ Công giáo để mà biểu tình và chống đối. Mà chúng ta thấy là gì? Người ta cảm muốn tự do bao nhiêu thì cũng người ta không cảm thấy tự do và hạnh phúc. Người ta nói tự do và hạnh phúc thì cũng chẳng sao, cái tự do sai lầm thì dẫn người ta đến đau khổ nhiều hơn. Bằng chứng là gì? Càng ngày càng tôi thấy là nhất là trong một hai tháng qua rất nhiều người bị trầm cảm, đặc biệt là các bạn trẻ tự tử lắm. Cùng người báo cũng đang đang ở lính hải quân của Mỹ này, trong một cái trên một tàu hải quân thôi mà trong vòng một tuần mấy người tự sát chết. Và cái vụ anh cách lân tại đây vậy, rất nhiều vụ anh đến nói tôi là cầu nguyện cho con của con mới, nào là nước thì stress rồi quá, nước thì bị gọi là áp lực trong nhiều quá, rồi bây giờ mình bị tâm lý, nước thì bị trầm cảm rất nhiều. Còn những vấn đề ly dị chúng ta thấy trả lại cả đúng không? Thế là người ta nghĩ là người ta bỏ Chúa, bỏ lực là Chúa thì người ta sẽ được tự do hơn, hy vọng sẽ được tự hạnh phúc hơn, và cuối cùng chỉ có thêm đau khổ và thêm đau khổ, và cuối cùng chỉ có thêm những cái vấn nạn trong xã hội, trong gia đình của cô. Cho nên vì vậy chúng ta cần phải trưởng thành, cần phải chân mới, thì chỉ ở đâu có Chúa thì thật sự ở đó mới có bình an thực sự và có hạnh phúc thực sự. Cho nên là không thể đâu sai cả, ngay trong gia đình của chúng ta, trong giáo xứ chúng ta cũng đang rất cần nghe tin mừng của Chúa. Nên một lần nữa tái khám phá những giá trị tốt lành, những giá trị thiêng liêng giúp cho đời sống cá nhân, giúp cho đời sống gia đình, giúp cho cả xã hội. Như là những mẹ Fatima đấy, khi hiện ra mẹ Fatima của các bạn chúng ta nhìn thấy, tức là nói là nếu thế giới muốn hòa bình thì phải ăn năn sám hối, phải siêng năng lần hạt mân côi và phải tôn sùng trái tim mẹ. Nếu thế giới muốn hòa bình thì phải sám hối, phải siêng năng lần hạt mân côi và phải tôn sùng trái tim mẹ. Cuối cùng trái tim mẹ sẽ thắng, mẹ sẽ cứu. Vì vậy còn việc cao giảng tin mừng truyền giáo ngày nay rất là cấp thiết, gọi là cấp thiết hơn bao giờ hết hơn vài chị em. Bởi vì nếu chúng ta không rao giảng tin mừng, không rao giảng lời Chúa thì biết bao nhiêu những cái tin buồn, những cái tin sử dữ khác nó chèn rất vào trong cuộc đời của chúng ta. Đơn giản thôi, ở đây ông bà anh chị em già cũng như trẻ, một ngày chúng ta nghe biết bao nhiêu tin tức trên TV, trên máy vi tính, trên iPad, trên iPhone, biết bao nhiêu thông tin đúng không nào? Mà như là chặt cánh này thì nói đấy, gọi là coi tin tức là càng coi càng tức, tức là coi tin tức này càng coi càng tức, toàn những cái tin gì đâu đó, càng coi càng nghe càng thấy khó chịu đúng không? Cảm thấy bực mình quá, toàn là những tin trên trời dưới đất thì không thôi. Hay nói cách khác, toàn là những tin buồn nhiều hơn tin vui, đúng không? Các tin tức ngày hôm nay nào là tin giá xăng giá dầu tăng lên này, rồi nào là lạm phát này, rồi nào là tai nạn này, nào là giết người, toàn là những tin buồn tin xấu thôi. Mà nếu như chúng ta ngày nào cũng nghe những tin nó, ngày nào cũng nhìn những tin nó thì từ từ chúng ta cũng trầm cảm thật thôi. Mà không trầm cảm thì không đi, chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi những tin xấu đó. Không đi từ từ chúng ta mất luôn cả niềm tin của mình nữa. Chúa ở đâu? Tại sao liên quan đến sự dữ không vậy?
mà những cái tin xấu, những cái tin tiêu cực càng nhiều bao nhiêu thì chúng ta lại càng phải loan báo tin mừng bao nhiêu, càng có những tin tích cực, những cái tin vui của Thiên Chúa để củng cố niềm tin của chúng ta, để an ủi chúng ta, để nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống, để chúng ta có cái kinh nghiệm chỉ năng để chúng ta biết đường biết hướng mà đi. Cho nên việc cao giảng tin mừng ngày hôm nay rất cần thiết, chứ không phải là chỉ có thờ ngày xưa Đức Mẹ hay các thánh tông đồ cần phải đi đâu giảng tin mừng, hay là thờ khi các kẻ truyền giáo đến Việt Nam của chúng ta đi vào đường thiên thức đọc cái truyền giáo rồi. Ngày hôm nay nhu cầu truyền giáo rất là cấp thiết, mà Chúa Giêsu nói là lúa chín đầy đồng mà thờ càng thì ít, các con này xin chú luôn sai phạm của đặc vụ. Sợ đặc vụ này không phải là chỉ có các cha, các thầy, các sơ đâu, mà ngay chính các bạn chị em cũng phải trở thành những nhà truyền giáo. Truyền giáo cho chính bản thân mình, tại vì truyền giáo không phải là truyền giáo là chỉ có cho những người chưa biết Chúa, được biết Chúa đâu, mà truyền giáo luôn cho những người đã biết Chúa rồi mà lâu nay đã sống khô khan ngược lại. Hay nói cách khác là tái truyền giáo. Bởi vì nhiều người công giáo không nghĩa đã là người công giáo lâu năm rồi, là con cái của Chúa lâu năm rồi, nhưng mà thực sự chưa có kiến thức đức tin. Cho nên cần phải có những kiến thức của đức tin. Tâm sứ là tổ chức ngày nhờ lấy Đức Mẹ, đại Đức Mẹ La Van trùng hợp vào cái dịp ngày Mother's Day, ngày Đức Mẹ cũng là ngày Mother's Day. Mai ai có chương trình có tiệc tùng gì chưa? Các bạn con cái.